màn hoạt cảnh của trường nữ trung học Lê Văn Duyệt.
thực phật trình diễn của trường Phan Huy Giảng. Xin cảm ơn chị Thúy Nhung và chị Bố Vũ ở dưới. Và sau đây là diễn màn trình diễn của trường Trung học Chu Văn An với tiếng hát của anh Bảo Ngọc qua nhạc phẩm Không Bao Giờ Ngăn Cách. Xin mời quý vị. Bảo Ngọc xin kính chào quý vị. Xin mời chị Nguyệt Thanh qua nhạc phẩm Giận Mà Thương.